Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ái Việt. Thầy là người Việt Nam đầu tiên được Viện Hàn Lâm Khoa học Hungary trao phần thưởng. Thầy có gần 10 năm làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ. Thầy được mệnh danh là người mở đường cho nền công nghệ thông tin Việt Nam trong thương vụ mua bản quyền Microsoft Office với Bill Gates. Thầy từng là nguyên viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và hiện tại, thầy là trưởng khoa công nghệ thông tin trường Đại học Đại Nam. Khi mà đọc một file như thế thì chúng ta phải ghi viết lại cái sơ đồ luồng để mà chúng ta theo dõi là chương trình này đọc như thế nào. Đúng không? Tại vì khi mà chúng ta viết một cái chương trình thì chúng ta có từ bài toán dựng ra sơ đồ luồng, xong đó từ sơ đồ luồng chúng ta viết ra chương trình. Nhưng bây giờ chúng ta đọc chương trình, tức là từ chương trình chúng ta lại viết thành sơ đồ luồng. Có đúng không nào? Thế thì bây giờ cái sơ đồ luồng của cái chương trình vừa rồi là cũng là đầu tiên là biến dữ liệu vào ra. Xong sau đó thì là cái thao tác thứ nhất là mở file trắng để ghi. Đúng không? Mở cái file mới. Thì vì vậy là cái file ấy tên là gì? Program bin C. Đúng không? Nó sẽ ghi vào ổ C. Thế thì máy tính của chúng ta có nhiều đĩa, trên đĩa cứng có nhiều chỗ thì cũng có thể đi, có thể e, rồi các thứ nọ kia. Thì chúng ta mở ở chỗ, chúng ta có thể viết rất là dài, có thể mở trong một thư mục nằm dưới thư mục này chẳng hạn thế. Chúng ta có thể mở ra, thì mở file trắng để ghi. Thế xong sau đó thì chúng ta có dữ liệu, thì chúng ta ghi cái dữ liệu vào file, đúng không? Như vừa rồi chúng ta là làm 4 vòng, đúng không? Thực ra là cộng cộng N và N cộng cộng là khác nhau đấy. Tôi sẽ nói sau. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái vòng lặp file, đúng không? Thế xong sau đó là để mà cứ mở file ra, ghi vào, đúng không? Chuyển dữ liệu file rồi ghi vào. Thế xong sau đó thì chúng ta đóng file lại. Thì muốn bây giờ trong cái sơ đồ luồng này, khi xử lý dữ liệu này là chúng ta làm cái động tác mở file, đóng file rồi ghi dữ liệu vào file, thì rõ ràng là nó nằm trong cái hàm stdlib, đúng không? Với hàm exit là thuộc stdlib, có thể ghi file thuộc stdio, tôi phải xem lại. Nhưng mà tóm lại là cái hàm này nó phức tạp hơn, nó không phải chỉ có dùng cái hàm printf và scanf như cũ nữa, mà bây giờ phải dùng là fclose, fwrite và fopen, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ xem cái phần mà mổ thư viện, chúng ta sẽ quay lại xem là cái hàm các cái hàm fopen rồi fclose, fwrite thì nó thuộc về về thư viện nào. Hàm exit thì là stdlib, ở đây tôi viết thế chắc là đúng thôi. Thế thì chúng ta dựng lại sơ đồ luồng. Thế xong bây giờ khi mà có sơ đồ luồng rồi ấy, thì chúng ta lại tự động là viết lại cái hàm kia xem có đủ không, có được không, đúng không? Viết lại cái code lúc nãy. Mổ xẻ thư viện chuẩn. Thế bây giờ mới đến cái phần thứ tư, tức là mổ xẻ thư viện chuẩn. Chúng ta sẽ nói nốt cái phần này, thì còn lần sau chúng ta sẽ đưa phần kỹ năng sau, đúng không? Kỹ xảo sau. Thì thư viện chuẩn C ấy, thì là các em có thể lên hai cái link này, tức là vietjack.com thư viện C và học lập trình, xong thư viện C chuẩn. Đấy, thì trên đó các em sẽ thấy là nó ghi std.h, rồi stdlib, rồi stringh, rồi ctype, rồi math và time. Thì ctype là có những đấy, math thì có những cái hàm như là sin, cos, rồi các hàm về toán, đúng không? String là để mà xử lý các chuỗi, lần sau chúng ta sẽ học chuỗi. Time là để mà nói lên các cái cấu trúc dữ liệu mà để mô tả thời gian. Ví dụ thời gian thì gồm có năm, có tháng, có ngày, có giờ, có phút, đúng không? Thì để, có giây. Đấy, thì tức là cái time là một cấu trúc mới, chúng ta muốn xử lý thời gian thì phải dùng cái thư viện time. Thế thì nếu mà các em có thể tìm nhiều cái thư viện hơn nữa thì tìm các từ khóa trên Google là thư viện C hoặc là C Standard Library, thì lên trên này xem các thư viện thì chúng ta mổ ra thì sẽ thấy rất nhiều hàm rất là thú vị. Thế bây giờ chúng ta hiểu là thư viện là gì. Thì chúng ta thấy là như thế này, là các ngôn ngữ được xây dựng chồng lên nhau. Đầu tiên là ngôn ngữ máy,
Thế xong sau đó nó tìm một cái ngôn ngữ bậc cao hơn ngôn ngữ máy, là nó thì tóm lại là viết cái ngôn ngữ đó, thế xong dùng một cái bộ biên dịch nó sẽ dịch ra ngôn ngữ máy, đúng không? Thì khi mà ngôn ngữ máy thì nó nhiều cái hàm được sử dụng nhiều lần thì nó sẽ lưu vào thư viện, và thư viện ấy thì ngôn ngữ bậc cao hơn nó sẽ gọi hàm thư viện đó. Ví dụ chúng ta phải hiểu được là scanf hoặc là printf chẳng hạn, thì ở ngôn ngữ máy thì nó sẽ làm từng tí một, tức là nó sẽ đặt các cái ký tự lên trên màn hình, tức là nó phải giao tiếp thẳng với lại phần cứng, đúng không? Thì nó sẽ dùng ngôn ngữ bậc cao hơn ngôn ngữ máy, nhưng mà nó còn thấp hơn cái bậc cao. Thế xong sau đó thì các cái ngôn ngữ đó thì lại có nhiều cái lệnh được dùng nhiều lần, thì chúng ta lại gói vào thư viện, thì nó sẽ trở thành cái lệnh ở ngôn ngữ bậc cao hơn nữa, và các ngôn ngữ này cứ lắp dần lên nhau, đúng không? Thế thì đấy là thư viện. Là nếu mà chúng ta viết tất cả các thứ cứ viết đi viết lại như thế thì rất mất công, nên cái gì dùng nhiều chúng ta bỏ vào thư viện, và khi mà cần thì chúng ta chỉ cần gọi ra thôi. Vì vậy là khi mà chúng ta có những cái hàm mà dùng nhiều thì chúng ta gói vào thư viện, và thư viện cũng là những người lập trình như chúng ta viết ra thôi. Chúng ta cũng thể viết một cái thư viện khác, chúng ta đóng vào, chúng ta gọi là xyz.h chẳng hạn thế, và sau này người ta dùng thì người ta cũng gọi là include xyz.h chẳng hạn. Đấy, thì vậy là thư viện là những cái hàm được sử dụng lại nhiều lần. Ví dụ như stlib là để mà vào ra, đúng không? Đọc file, in file vào, in file ra nhiều, thì người ta bao giờ cũng dùng cái đấy, cho nên người ta đóng vào cái thư viện đó. Và sau đấy là người ta dùng. Còn bây giờ chúng ta giả sử tìm ra, ví dụ như là sau này chúng ta làm thư viện, ví dụ thư viện đồ họa chẳng hạn, thì nó lại có một cái thư viện là chỉ chuyên môn để vẽ đồ họa thật đẹp, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, hình vuông, hình tam giác, hình tròn, các thứ đều gọi thư viện cả. Thì vậy là bí quyết của lập trình sau này khi mà chúng ta thuộc tất cả những cái lệnh vào ra rồi các thứ, thì quy vào cái chuyện là ông nào nắm được thư viện nhiều hơn thì tức là ông sẽ giỏi hơn. Đấy, ví dụ thế. Chúng ta có thể học về mã hóa chẳng hạn, thì là chúng ta sẽ có một cái thư viện mã hóa, chúng ta mổ nó ra, nghiên cứu thật kỹ tất cả các hàm, sau đấy chúng ta sẽ rất giỏi về mã hóa. Hay là chúng ta gọi một cái thư viện, gọi thư viện đồ họa. Ví dụ trong Java chẳng hạn, là thư viện đồ họa rất nổi tiếng là AWT, hay là thư viện Swing chẳng hạn, là thư viện cho phép mình vẽ đồ họa rất là đẹp. Thế thì chúng ta chỉ cần là mở cái thư viện đó, mổ nó ra. Đấy, vậy là mổ thư viện là để học lấy cái cách dùng cái thư viện để làm một cái lĩnh vực nào đó. Thí dụ như C-type hay math chẳng hạn, chúng ta muốn làm nhiều hàm về toán thì hàm sin, hàm cốt, hàm tang, rồi hàm loga, rồi hàm e mũ chẳng hạn, là đều ở trong thư viện toán. Chúng ta phải mở cái thư viện chúng ta mới biết là nó có những hàm nào. Thế thì ý tưởng của thư viện tức là chúng ta làm những cái hàm nào mà dùng đi dùng lại nhiều lần để chúng ta tích lũy vào cốt vào một cái và đóng vào thành thư viện. Đấy. Thì vậy là thư viện này tức là bất cứ một cái SDK nào, tức là một cái công cụ phát triển phần mềm nào, thì nó cũng có một cái có những cái thư viện có sẵn, người ta đã làm sẵn cho mình rồi. Còn bên cạnh đó thì chúng ta trong quá trình chúng ta lập trình thì có những cái mà chúng ta ưa thích thì chúng ta có thể lập thành thư viện riêng của mình để gọi lại. Đó, đấy là thư viện. Vậy là học lập trình bên cạnh học những cái quy tắc, những cái cơ bản, thì còn một cái việc nữa, tức là mổ thư viện. Đó, đấy là một cái thao tác. Các thành phần trong thư viện, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại là cái phần các biến và các kiểu dữ liệu trong thư viện. Thì nó có các kiểu dữ liệu, thí dụ như là các cái biến cơ bản của C thì nó có là int, tức là như chúng ta đã làm integer. Thứ hai là có những cái loại như là char chẳng hạn, thì nó có thể ghi những cái ký tự như ABC, đúng không? Rồi nó có thể có giá trị boolean, tức là nó có thể 0 hoặc 1, rồi vân vân. Tức là có một số kiểu dữ liệu cơ bản. Nhưng sau đó thì có những dữ liệu phức tạp, thì trong mỗi thư viện nó sẽ định nghĩa ra. Thí dụ như là file chẳng hạn là một loại biến mà nó nằm trong stdio,
chẳng hạn. Thì đấy là một kiểu dữ liệu để nó là một con trỏ và cái địa chỉ để của một cái tệp đó. Đấy. Thì trong thư viện sẽ có biến và các kiểu dữ liệu nhất định, undefined hay là null chẳng hạn, cũng là một những kiểu dữ liệu mà nó đã định nghĩa sẵn trong các cái library đó. Thì muốn tìm hiểu thì cứ mở library xem nó định nghĩa cái gì. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xem nó có các biến và các kiểu dữ liệu gì. Thứ hai là các cái macro, tức là các cái hàm macro, thì sau này chúng ta sẽ thấy, mở dữ liệu ra chúng ta sẽ thấy. Thế và sau đó thì nó định nghĩa các hàm như là scanf hay là printf hay là filef close chẳng hạn, là đều là các hàm cả. Và trong thư viện đấy thì các hàm gọi như thế nào là nó đã viết sẵn vào đấy rồi, chúng ta cứ theo đúng cái cách mà nó định nghĩa ở đấy mà chúng ta gọi thôi, đúng không? Thế và muốn thử thì chúng ta thậm chí là trong thư viện chúng ta có thể mở cái file gốc. Thí dụ như mở ra thì trong thí dụ như của thư viện của cái bộ công cụ GNU chẳng hạn thì là có software libsource, thì trong đấy là chúng ta mở các file ra thì chúng ta thấy là các file ấy là nó làm cụ thể là làm như thế nào. Đó, cái hàm ấy được có source code cẩn thận và đọc các cái source code thì nó sẽ rất giỏi. Đấy, thì vậy là quan trọng nhất là đọc hàm. Sau khi chúng ta biết các kiểu biến dữ liệu và một số macro. Macro là một cái hàm đơn giản. Còn hàm là một cái hàm tương đối phức tạp hơn, đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ còn mấy phút thì chúng ta sẽ mổ cái thư viện STDIO, đúng không? Thí dụ biến thì nó có một cái là size t. Thực ra size t nó cũng là một integer thôi, nhưng mà nó là một kiểu này, nó muốn nhấn mạnh, tức là nó là một số nguyên nhưng mà nó mô tả là cái cỡ, kích cỡ của cái file đó hoặc là của một cái kiểu dữ liệu gì đó. Ví dụ size of, cái hàm của nó là size of cái gì đó, thì nó sẽ cho một số nguyên, nói số byte hay số bit gì đấy của cái dữ liệu đó. Thì nhưng mà mình viết size thế để sau này mình không nhầm. Thế còn f post t thì là nó là một con trỏ, nó chỉ vào cái vị trí của cái file đó. Đấy, thì tức là nó là một cái con trỏ để chỉ file thôi. Đấy, file là một cái kiểu, tức là kiểu của nó là file, đúng không? Tức là rõ ràng cái biến nên nó để lưu các địa chỉ của các file. Thế các macro thì có các biến như là null, đúng không? Đấy là một macro, đúng không? Đấy thì end of file nó cũng là, nó chỉ là tận cùng của file là cái gì. Và std error chẳng hạn để nó mô tả là khi nào là gặp lỗi, hoặc stdin, stdout chẳng hạn, đều là các cái macro mà mình phải đọc từ cái library ra, đúng không? Thế xong sau đó thì hàm thì là các hàm mà đọc từ stdin. Stdin có nghĩa là dữ liệu vào chuẩn. Dữ liệu vào thì có thể từ màn hình các thứ. Dữ liệu out cũng là từ màn hình và bàn phím ra. STD error tức là nó hiện lên cái lỗi lên màn hình như thế nào thì là STD error. Thế còn hàm có thể là có loại thứ hai là từ file. Thì vì vậy là bây giờ tôi mới nhớ là các cái hàm f close, f write và f open là trong thư viện STDIO chứ không phải ở trong thư viện STDLib. STDLib chỉ có hàm exit thôi. Thế và IO từ các file, đúng không? IO có nghĩa là vào và ra file, ghi vào file và đọc từ file ra. File thì có một số loại, tức là có loại là file gọi là file binary, tức là nó dưới dạng byte bit, tức là nó các cái ký tự nó rất là loằng ngoằng, đúng không? Thì nó gọi là file. Còn file text file tức là mình có thể đọc được bằng các ký tự thường, nó hiển thị mà chúng ta có thể đọc được. Kia là thí dụ như các file nó các ký tự nó phức tạp hơn nhiều, đúng không? Thế thì IO từ các hàm. Thế thì các hàm cũng có thể truyền dữ liệu với cho nhau được, và có thể IO từ các API, tức là các cái, tôi sẽ nói về API sau, tức là có một khái niệm nữa là ngoài hàm.
Thì I/O từ các hàm và I/O từ các API là cái nâng cao hơn thì chúng ta sẽ nói sau. Thế thì đây là, thì khi các em mở thư viện này ra em sẽ thấy rất nhiều các hàm đấy. Thì cái phần này có lẽ là chúng ta sẽ dừng đây và lần sau chúng ta sẽ tiếp tục là nói là cái luồng dữ liệu vào rồi std in, std out và std error là như thế nào. Thì chúng ta sẽ nói kỹ sau. Thì tóm lại là chúng ta hôm nay chúng ta dừng bài này ở đây và các em có thể đặt câu hỏi ở chỗ này. Chúng ta phải cái chọn đoạn này chúng ta phải đi rất chậm chứ đi nhanh là coi như loạn xạ.